Bây giờ chúng ta học một kiến thức mới, đó là cách cách thay nền cho slide. Thay nền cho slide. Thì để thay nền cho slide thì thầy cô sẽ nháy chuột phải vào slide. Nháy chuột phải. Thầy sẽ phóng to chữ để cho mọi người nhìn cho nó dễ ha. Nháy chuột phải vào nền slide. Chọn là format background. Đấy, format background. Ok, format background nha. Chúng ta nhảy chuột phải này. Mọi người có nhìn thấy dòng format background đây không ạ? Đây. Background là hình nền. Chúng ta nhớ cái từ khóa là background là hình nền. Đây là nhảy chuột phải, chọn format background. Nó sẽ ra cái bảng bên phải. Ra cái bảng bên phải. Vậy chúng ta có những cách sau đây để tô nền cho slide. Đó là vừa rồi chúng ta để cái nền này đúng không? Các thầy cô bấm vào solid này. Solid là lấy một cái màu để làm nền. Chúng ta quan tâm đến mấy cái thứ này. Solid là lấy một màu làm nền. Thì muốn lấy màu gì? Thì lấy ở đây. Nha, bước 1 ở đây, bước 2 ở đây. Ví dụ thầy muốn lấy là nền này là màu trời. Bầu trời hình màu xanh da trời nhạt nhạt. Đấy, hay là đã mở mô color lên, muốn nhiều màu thì mở mô color lên, và thì cô sẽ chọn một cái màu nền nào đó mà mình thích ở trong này, lấy một ảnh ra để làm nền cho slide thì bấm vào picture. Cô nào vừa nói là em không nhìn thấy format background, cô có thể chụp ảnh vào trong cái phần Zalo được không? Để cho thầy nhìn cho. Đấy, nháy chuột phải vào đây. Nháy ra bên ngoài nhá. Ngoái bên ngoài cái hình ấy, thì mới có cái format background. Hoặc thì cô nháy vào bên bên này. Nhá. Đúng chưa? Chúng ta nháy nháy thẳng vào slide này cũng được này. Nếu không thì nháy vào slide. Thì chọn là format background là được. Đấy, pick, picture và texture fill là dòng thứ ba. Được chưa? Thì cái này là mình có thể lấy một ảnh để làm nền. Đấy, thì cô bấm chọn này đó đây. Bấm vào picture or texture fill đúng không? Picture or texture fill. Đây. Or texture fill. Ở đây ra cái này. Thì thầy cô bấm vào dòng insert. Insert. Bấm vào insert. Và tìm đến cái ảnh mình muốn để làm nền. Thì bây giờ này, thầy cứ tạm thời thầy bỏ cái dãy núi này ra ngoài nha. Nhấc bỏ nó ra ngoài. Thì cô bấm Ctrl và lăn đi con lăn chuột đấy. Thì nó sẽ phóng to slide hoặc thu nhỏ slide. Chúng ta muốn phóng to chỗ nào thì đặt con trỏ chuột ở đấy. Bấm cái Ctrl và lăn đi con lăn ở trên chuột này thầy cô này. Nha, mọi người làm thử cùng thầy nhá. Mình bấm vào đây, lăn chuột lên. Xong lăn ngược lại để nhỏ lại. Rồi, bây giờ chúng ta thay nền này. Thầy làm lại thao tác thay nền nhé. Chúng ta bấm vào format đúng không, chọn background và chọn insert. Đấy, khi chúng ta bấm insert thì nó ra này, thì chúng ta chọn là from file để tìm đến cái ảnh nhá. Thì bấm vào format background này, chọn insert này, sau đó chọn cái này, chọn này là được à. Vào insert được chưa, from file và tìm đến cái ảnh mà mình muốn dùng để làm nền. Cái thì cô insert vào. Đấy là xong. Đẹp không? Người chỉ đẹp không? Ok chưa? Cảm ơn bạn đã xem hết video của thầy Bùi Duy Phương. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở chính giữa màn hình hoặc xem những video ở phía bên trái hoặc phía bên phải trong màn hình của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo.